Xin chào anh chị em, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho anh chị em một cái mẫu két sắt mang thương hiệu Buki có model là BK50C. Kết sắt này thì được mở bằng vân tay và mã số điện tử. Có tay cầm nhỏ gọn và nội thất thì được chia làm 3 ngăn. Đó, có thể để vừa được giấy tờ, tài liệu. Ưu điểm là cánh dày và kèm với đó là các cái chốt bảo vệ bằng lốc 4 chiều. Đó, rất là chắc chắn cánh là cánh cong và được làm bằng thép đúc nguyên tấm. Một cái sắt à, an toàn và dễ sử dụng cho gia đình.